Ok, xin chào các bạn. Như tiêu đề của video thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cũng như là giới thiệu đến các bạn một cách để chúng ta có thể trị dứt điểm cái tình trạng bị xào, xào dây nhé, xào lồi nhé. Xào, xào cái tiếng xào xào lồi đó đến từ cái dây cua, dây đai này. Đây. Dây đai này. Mình không biết nhưng mà xe thường thường xe đi một thời gian sẽ có xe nó bị cái tình trạng là tiếng xào nó kêu rất là to. Và cái xe của mình cũng vậy. Xe của mình nó bị xáo mức độ mà mình có thay dây khác vào thì nó vẫn bị xáo rất là mạnh luôn. Mặc dù trên YouTube có một số video hướng dẫn là chà sáp cũng như là chà nói chung chà sáp vào dây này. Nhưng mà mình có chà thử ấy, nhưng mà nó không được, nó không không ổn đâu, nó không được lâu đâu. Nên là mình đã thử sử dụng cái lọ dung dịch phục dung dịch chăm sóc dây này. Chăm sóc dây đài này. Họ chụp luôn ảnh là xịt vào cái dây đai của động cơ này. Đấy, của Nhật Bản nhé. Xịt vào cái là hết tiếng kêu, 100% hết tiếng nhá, hết sạch tiếng tiếng xào lồi, xe lồi im re luôn. Và thứ hai nữa là nó sẽ tăng cái độ bám cho dây, tăng cái độ bám giữa dây và cái má pulley này này, má đĩa này. Tiếng xe nó bắt xe xe khi mình ga lên nó bắt rất là mượt. Đấy, bây giờ mình sẽ lồi cho cái dây, hôm nay mình thay cái dây này vào là dây mình chưa chưa xịt này. Mình chưa xịt nhưng mà ở trên cái bề mặt này nó cũng hạn chế bị tiếng kêu rồi. Mình sẽ để cái dây này còn đỡ nhá, dây hôm nay nó lổ mình còn đỡ đấy, mình vừa mới chạy xe nó lóng máy rồi ấy. Mình chạy nó lóng máy rồi nên là nó bởi vì cái bề mặt này nó cũng ít, có một ít dung dịch nó cũng còn nên là nó không bị xẹt xẹt kêu tiếng xẹt 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 khẹt nữa. Chứ bình thường mình để xe nó kiểu một ngày không đi qua đêm ấy nó lạnh lạnh máy lổ lên tiếng khẹt 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 nghe rất là khó chịu luôn. Lổ cực kỳ to luôn đấy. Bây giờ mình sẽ xịt vào nhá, mình sẽ xịt. Mình sẽ lổ máy và xịt gần vào. Sẽ lổ lên và xem cho các bạn nghe cái tiếng nó thay đổi như thế nào. Ga lên một tí. Cái dây này là hôm nay nó bị kêu ít đấy, chứ bình thường là kêu rất là to, rất là khẹt 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 luôn thì các bạn sẽ cảm nhận rõ là khi xịt vào nó sẽ đổi thay đổi như thế nào. Cách này chắc chắn 100% sẽ hết nhá. Mà nó lại rất là hữu ích bởi vì cái dung nó là cái dung dịch chuyên để xịt vào trong cái bảo dưỡng cái dây đai mà. Đáng lẽ là chuẩn chuẩn của nó là chúng ta sẽ phải tháo dây này ra và xịt vào và để cho nó một 5-10 phút để nó ngấm vào ấy. Nó ngấm khô vào trong cái dây thì lắp vào thì nó mới chuẩn. Nhưng đây là mình cứ xịt thẳng vào thôi. Cho các bạn xem thôi. Cái lọ này mình mua trên Shopee nhá. Giá rất là rẻ thôi, nó chỉ tầm độ hình như là 50.000 thì phải. Mình không nhớ nhưng mà link chắc chắn mình link mua mình sẽ để dưới trong phần mô tả của video. Đó, một cái lọ này các bạn xịt thoải mái luôn ấy. Xịt thoải mái dây. Đây. Hàng chuẩn của shop hình như của shop Mèo à, hàng chính hãng của shop Mèo vậy. Rồi. Đây là một cách để giúp các bạn có thể thiết thạch tiếng xào lồi nhá. Xào tiếng 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 bị gọi là tiếng xào dây cua. Ok.